Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta trở lại với vườn anh Mạnh Cường, địa chỉ xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và nhiều năm nay tôi cũng có cái chương trình vườn anh Mạnh Cường hàng tháng. Và hôm nay trở lại một khu vườn cây ăn quả, cây bonsai. Các loại dòng cây ăn quả rất phong phú và trong đó có cả những cái tác phẩm bonsai rất là có giá trị. Và nhiều chủng loại cây khác nhau. Và ngay trước ống kính đây chúng ta đã nhìn thấy có một cái hàng này ấy, thì có 6 cây thì đã là 6 loại khác nhau rồi. Đấy. Gồm có ruối này, hoa giấy này, trứng gà này, chòi mòi này, linh sam này và cây sang. Đấy. Chỉ có một hàng này đã là đại diện cho 6 loại. Bây giờ chúng ta đến với một cái dòng cây đầu tiên trong cuốn video này, đó là cây hoa giấy. Vâng, cây hoa giấy tím Huế. Vâng, con chào thầy nhé. Vâng, chào anh Mạnh Cường. Vâng, tác phẩm đầu tiên con xin giới thiệu với thầy quý khách hàng đây là một tác phẩm hoa giấy. Một cây hoa giấy mà tím Huế mà. Cái này là con vừa thay sang cho cái chậu này. Vâng. Là cái trước đó là một cái chậu mỏng nhưng mà vừa thay sang một cái chậu bể khánh, bể khánh. Bể khánh này. Chúng ta thấy cái bệ rễ của cây hoa giấy nó tườn dọc theo mặt chậu này và lên tạo thành cái dáng siêu, dáng bay rất đẹp. Đây là dây gầm, một cây hoa giấy cũng tương đối cao tuổi rồi. Thầy xem là tay cành cây hoa giấy này làm lâu năm lắm rồi. Vâng, nói chung là kể cả phần ngọn trên này họ làm là đã rất là hoàn chỉnh rồi. Tay cành của cây này nó làm rụt rịt đẹp thật thể. Đúng đấy. Vì nó cắt cái lượng dăm nó cũng tương đối nhiều rồi. Vâng. Còn xin phép còn đo cái chỗ bé nhất trên này. Vâng, anh đang đo cái vành thân. 43. 43. Kéo từ cái chót của cái rễ cuối cùng đến kìa. Thước ngắn thế à? Thước mới mẩu à? Không, đây là cái thước này là con... Chỉ có một cái thước số này. Toàn bộ tổng tán bay từ chân, từ đầu rễ cho đến đến đỉnh trên cao nhất này. 1,5 mét. 1,5 mét rồi. Tôi quay sang phía bên này để anh em ngắm theo cái bóng cây hướng ngược lại. Cây hoa giấy đúng thật là thầy là đáng chơi, đáng sưu tầm. Cây hoa giấy này. Đằng này thì không phô được cái thân ra. Vâng. Nhưng mà đằng kia thì phô được thân ra. Đấy. Cây này thì giá khoảng bao nhiêu anh? Cây này thứ nhất là cháu cũng xin giới thiệu với chú là cũng phải đợt trước là nó là một cái chậu xấu. Cái này chậu riêng, cái chậu khánh này cháu đang mua 7 triệu. Chậu cũ. Chậu này 7 triệu. Vâng. Chậu thợ làm đẹp ạ. Cái cây này đắp là cháu giao lưu chậu đắp tay 70 triệu. Và cây giấy 70 triệu. 70 triệu với cái chậu này 7 triệu. 77 triệu. Vâng. Tổng số là 77 triệu. Vâng. Nếu không lấy chậu thì là 70. 70 triệu. Rồi. Đúng hướng ngắm đằng này đấy, có chuẩn của nó là hướng đằng này, nó đi được hết cái cung của cái đường cây hoa giấy rất đẹp. Nào chụp nhá. Và 77 triệu cây hoa giấy. Anh đọc chậm số điện thoại của anh để chúng tôi liên hệ nó tiện hơn. Vâng, số điện thoại cháu là 038 928 1677. Và tôi cũng ghi ở dòng chữ tiêu đề giới thiệu video để anh em tiện việc lấy số điện thoại. Tiếp theo đây là một cây trứng gà. Vâng, báo cáo với chú là cây trứng gà này cháu đang ra quả. Đấy, thì là chú sẽ giúp cháu quay vào cái ống kính này, đang ra rất là nhiều hoa. Cây nó bật rất nhiều hoa. Cây cũng rất là già. Đây, bên này, bên này là rất nhiều hoa. Cây này thì quá già chú ạ. Đẹp quá, không cái trứng gà này. Đấy, đây hoa đây này. Rồi. Cái nào nó cũng có hoa.
Đây, rồi, cái có nào rồi. Nó cũng có hoa này. Đang báo nhú đầu hoa nhú hết trong này, được. Đấy, hết trong này đấy. Được rồi. Rất là nhiều. Đấy. Cái này là năm ngoái nó đeo gần chục quả. Tôi xin phép cho đo cái vành cái thân. 40 chú ạ. Vành thân 40. Vâng, chiều cao cây này thì là được 76. Tán rộng cây này được 1m2. Vâng. Đấy, cái trứng gà của nó già, cốt chậu lâu năm. Trong này giờ đặc dễ. Vâng, nhìn thấy nó nổi lên trên mặt đất đây. Cây này năm nào nó cũng có quả. Bao nhiêu năm rồi. Thích là nó thuần chậu. Được rồi, mà cái tán của nó cũng rất đẹp này, tán rất đều. Đều tán. Với giá bao nhiêu anh? Cái này cháu giao lưu giá 48 triệu luôn. Và giá 48 triệu. Và cây ăn quả và tiếp tục đến với một cây hoa. Và nhất thế hoa, nhì thế quả đây. Cây hoa này là cây hoa mai chiếu thủy. Vâng, thơm quá chú ạ. Ui rồi, những cái nó chĩu xuống nó như nó rủ xuống như là những cái chuông này. Đây, tất cả các cái nụ bông hoa mai chiếu thủy nó chĩu xuống đẹp thế nhỉ. Cái này báo cáo chú đã thuần Bắc lâu năm lắm rồi. Vâng. Cái này ngày xưa cháu mua miền Nam lâu lắm rồi đấy. Cháu chơi ở trong nhà trong. Ui rồi này, nó cứ tầng tầng lớp lớp nó buông xuống này, trắng xóa ra này. Được cái là mùa này nó được cái là hết lứa này sau lứa khác. Đẹp không? Đẹp quá. Trắng xóa rồi. Và ở vị trí anh vừa đo là 1m2. Nó 7 thân chú. Chiều cao 80 chú. Rồi. Tàn dài 80. 7 nhánh thân. 7 nhánh. Quần thụ. Rồi, cây này bao nhiêu anh ơi? Cây này cháu giao lưu giá 26 triệu rồi. Và giá 26 triệu. Tiếp tục di chuyển cháu nhé. Cháu có một cây nữa, mai chiếu thủy, chú giúp cháu một đôi. Và liên tiếp với một cây mai chiếu thủy nữa, anh Mạnh Cường giới thiệu luôn. Đây rồi. Cây này bóng cây cũng to như cây kia, nhưng cây này nó là một nhánh thân chứ không phải là nhiều nhánh thân như cây kia. Cực nghệ thuật luôn. Tay cảnh nó làm phải nói là lâu năm lắm. Cũng xài hoa quá. Vâng. Đứng gần thơm mát. Hoa chiếu thủy. Tay cành này nó làm chú ạ. Gấp kỹ càng. Cháu xin đo cái vanh ở chỗ này. Năm 18 chú ạ. Vâng. Vanh chỗ đấy được 58. Vâng, chiều cao cây này 68 ạ. Chiều cao 68. Sải dán là 90. Cây rất khỏe cây. Vâng, cây khỏe. Hoa này đến đây kìa. Đẹp nhỉ chú. Cây này đúng chơi những cây hoa này, đúng mùa mai chiếu thủy chơi. Giá bao nhiêu anh? Cây này cháu giá 50 triệu. Vâng, giá 50 triệu. 50 triệu mà. Tiếp tục nhé. Cho cái đồng mai. Ôi, đằng này anh vẫn còn cây mai chiếu thủy tầm nhỏ kia cũng sai rũ rượi hoa kìa. À, vâng. Đấy. Đấy, quay luôn cây ấy xong sang cây hồng ngọc mai. Có bán cái đấy không? Có. Ừ, cây này là một người bê nhẹ nhàng này. Cũng thế, cũng dày chi chít rồi này. Cây này nó đúng là gốc cổ thụ luôn. Đẹp quá. Thích. Chỗ có mấy cây ngon. Mấy cây hoa mai chiếu thủy này đều là dày nhỉ, đều là đặc hoa. Thích thật. Chiều cao cây này khiêm tốn, cây này nó thuộc dòng là cao 30 chỗ. Lùn lực. Này 54. Và dài 54. Một người bê nhẹ nhàng. Vâng. Bao nhiêu tiền? Cái này cháu giao lưu đến 12 triệu. Vâng. Tốt quá. Vâng, 12 triệu. Còn bên này là cây Đấy, bên này là cây
Mai Hồng Ngọc này. Mai Hồng Ngọc. Ôi giời ơi, cũng thế, hoa. Thích quá, cây đây. Hai cây này đều có hương thơm. Vâng. Đấy, chỗ bàn uống nước này ngồi tối bọn cháu ngồi thích lắm. Mà gốc cũng tương đối già rồi. Gốc cây Mai Hồng Ngọc mà như thế này là dạng, dạng to rồi đấy. Đấy. Nó già trắng thân rồi đây. Vâng, cây này báo cáo với chú là rồng thế này to đấy, cháu chẹn một cái tay của cháu này vào này. Ừ. Cháu xin đọc cái chiều cao đây. Cái này cao 44. 50, tán dài 50. Rồi. Bao tiền anh? Cái này cháu lao đi 4 triệu. Rồi. 4 triệu đồng. Tìm cái hồng mai này khó đấy chú ạ. Nó to này. To mà nó già cây rồi. Vâng, già lắm. Tuyệt vời đấy. Và cũng tiếp tục dòng cây hoa, chúng ta đến với một cây hoa dây Mỹ đây. Cái này báo cáo chú là cháu làm hoàn thiện rồi đấy. Ừ. Cháu đánh ngang này, cái cành này nó tốt quá rồi này, nó khỏe cây quá. Nhìn giá tết nó khỏe. Mình cắt gọn lại cái này rất đẹp. Cây này đẹp, có bệ gốc rất là đẹp. Nhìn to đây. 50 chú ạ. Vâng. Chiều cao cái này 50. Đẹp. Vâng, cái này thì giá thế nào anh? Cái này cháu đang điêu 4 triệu. Rồi, giá 4 triệu đồng. Vâng. Cái làm cái hoa giấy này lâu lắm chú. Ừ. Rất là lâu. Tiếp tục nhé. Vâng, đây chúng ta cháu cây. Đến cây bên cạnh đó là cây dưới này các bác. Cái này nghệ thuật chú. Cái này mà cháu bấm lại quà tí nữa đẹp lắm. Thích. À, nó hai nhánh thân. Vâng. Hai nhánh thân chập vào là một. Cái này là một gốc đấy chú. Một gốc. Đẹp lắm. Cây này nghệ thuật. Ừ. Cái này phải cô vào cái chậu nhỏ thì nữa chơi đẹp lắm. Bấm qua những cái cành này đẹp. Cây này như vũ nữ. Một người bê nhẹ nhàng. Vâng. Cây này thì bao nhiêu? Không, cây này không phải đo đâu. Vâng. Cây này cháu giao lưu giá 1.8 triệu. Vâng, được rồi. Cây này không phải đo. 1.8 triệu thôi. Anh đặt hai tay nhấc lên khỏi mặt đôn cái này biết vâng. Ngay. Người ta so đấy, không có đo làm gì nữa. 1.8 triệu. Vâng. Rồi, được rồi. Hợp lý, quá là đẹp luôn. Sau này cấy rêu xanh lét, chỉnh trang chuẩn là cho đi chơi được. Tiếp tục này. Đây, chú cho cháu. Vâng, trước khi kết thúc cuốn này, chúng ta đến với một cây sung. Ôi, cây này bắt đầu nó đang ra quả nhiều quá chú ạ. Xem nào. Úi dồi. Ở đây. Quả chú ạ. À. Toàn quả này. Đây mà tầm khoảng đây, tuần nữa thôi thì. Thì quả kín mít luôn. Quả chi chít, đúng rồi. Kín mít cây luôn. Đây này, riêng cái nhánh này nó ra tua tủa. Ôi, lắm quá, cái này là cây năm ngoái nó ra quả, phải nói là vật với lá thì nhìn thích lắm. Đây cái vòi của nó đấy, ra quả đấy, quả nhiều ghê không? Quả kín cây luôn. Được đấy, siêu quả. Siêu quả, cây này sung siêu quả luôn. Cũng 50 chú ạ. Hàng bưng bê nhẹ nhàng. Vành 50. Rồi. Và chiều cao cây này được 38. Ừ. Tán ngang cây này 58 thôi. Giá bao nhiêu? Cây này bưng cũng nặng đấy. Cây này cháu ra đi 4 triệu thôi. Vâng, giá 4 triệu đồng. Quá hợp lý cái sung này. Cây sung này nó quả sai chiếu luôn. Rồi. Và Độ Sinh cũng xin khép lại thước phim tại đây để chúng ta di chuyển sang cuốn tiếp theo. Đấy, vườn anh Mạnh Cường thì nó rộng mênh mông nha. Sau khi di chuyển từ Sơn Tây về đây, anh ấy làm cái vườn cảnh ngay trên mảnh đất của mình. Phải nói là bổ sung được nhiều dòng cây, những cái dòng cây ăn quả rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta đến với cuốn video số 2 tiếp tục.